Hello, xin chào tất cả người. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với vị tướng Jiu Dung Nham. Một bộ trang phục bậc S và bộ trang phục này rất nhiều anh em ước mơ đến. Thật sự thì nó rất là đẹp nhá. Ok, và leo danh trở lại với vị tướng Jiu này xem là nó có bá đạo hay không. Và các trang bị cho vị tướng này mình sẽ để trong clip cho anh em có thể là theo dõi, gọi là tham khảo. Ok. Và hiện tại giờ thì thật sự thì mình cũng không có thời gian leo danh mấy đâu. Cho nên là anh em có thể biết được rằng là hiện tại thì mình cũng lóc cóc để giành được kim thôi. Căn bản là mình cũng đánh gà nữa đó thì khá là lâu, nhưng mà hy vọng rằng thì nó sẽ có thời mình sẽ có thời gian rảnh để có thể là leo danh thường xuyên lại. Ok, nói chung thì khi mà làm clip thì mình sẽ cố gắng đánh danh để cho clip hay hơn nha, chứ còn mình không đánh thừa đâu anh em ơi, cho nên anh em yên tâm cái điều đó làm gì cả, mình không lừa dối anh em làm gì đâu. Ok, và trong trận đấu này anh em thì tìm thấy là team mình có một đội hình có đến 3 người có thể bắt được xạ thủ đối phương rất đơn giản, đó là Nakroth đây, Ryu này, đó với cả Ruka. Nói về Doron thì có mỗi trên tôi không biết là nó có bảo kê được hết không, khi mà team mình thì có một Vayleth rất là bơ vơ. Rồi trận này là còn solo với Tulen cơ anh em ơi. Thật ra thì Ryu nếu mà mang được đi rừng thì lợi hơn rất là nhiều anh em ơi. Cướp luôn này, cướp 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 rừng ơi, vào cướp luôn. Cướp rừng bây giờ rất là đơn giản anh em ơi, có này có đốt thì anh em cố gắng tập trung cướp rừng nha. Rồi bây giờ bắt luôn Tulen. Trời ơi chết rồi Tulen ơi. Mình có bộc phá mà, à bất tử, bất tử này. Ok, chiến công đầu, chiến công đầu. Rồi nói chung thì cướp sạch cái khu vực này thì cho đối phương thoạt luôn anh em ơi. Violet team bạn sẽ thoạt trong trận đấu này luôn này. À, bắt luôn Violet nha, ném này rồi nửa cái máu chứ đâu. Rồi, té, đã té, ui đau thế, quay nổ chí mạng đau quá anh em ơi, chết rồi, cứu em cái nào, ai à, cứu em ai, thương em không, một hit nữa thôi, mình sắp hồi chiều rồi, êm quá anh em ơi, do chắc là Doan ở tốt nên là mình có thể thoát khỏi một pha thoát chết quá là ảo diệu luôn. Cái gì đấy, tuổi đuổi cái gì đấy. Ok, và trong trận đấu này mình sẽ lên trang bị đó là Phượng Hoàng Lệ nhá, không phải Ngọc Đại Pháp Sư đâu anh em ơi. Trời ơi, muốn ở lại giao tranh quá nhưng mà căn bản là hết hết máu rồi. Chắc nào có bắt được xạ thủ đối phương không thì bắt luôn anh em ơi. Chắc là nếu mà mình dồn phát là chết. Ô, kia kia, ôi không không đủ chết được rồi, ôi ném xịt kia. Trời ơi đáng tiếc quá. Ném xịt kìa. Ok, Ngọc Đại Pháp Sư này, giày kiên cường, gươm tận thế. Vương mẹ Hạ Mách, quyền trợ đoàn heo và sách thánh, đây là các trang bị cho vị tướng Diêu. Thật ra nếu mà đi rừng thì nó sẽ có trang bị khác, nhưng trong trận đấu này thì mình nhường cho Na có đốt đi rừng rồi. Thật ra thì không không nên tranh. Và trong trận đấu nếu mà anh em là không chơi rừng thì mình chơi làm clip luôn, chứ còn tranh thì rất khó, hoặc là mình xin cũng được, nhưng mà không nhường thì thôi bỏ qua đi. Đừng có tranh làm gì. Ok, 3-3 rồi. Từ từ nha, bây giờ mình phải farm farm một xíu để lên ra 4 hồi máu đã từ cái trang bị Phượng Hoàng Lệ nha anh em ơi. Đó. Lên ra vào phát là anh em sẽ được máu và mana luôn, phê đúng không? Ok, nhìn Tulen thơm quá anh em ơi. Nhưng mà rất khó, thanh niên này mang bất tử ở trong trận đấu này mình tắt điện rồi, tắt đèn rồi. Tắt điện, tắt đèn rồi. Và khi mà lên được cái trang bị gần tự thế thôi thì Diêu của chúng ta sẽ phát huy được hết sức mạnh nha. Chỉ lần lên 3 trang bị thôi, 3 trang bị đầu tiên thôi rất là khỏe anh em ơi. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem này. Lao thẳng vào, giết sạch. Ok, chiêu cuối, trời ơi combo này thì không sao. Ôi, chịu rồi Thên ơi, sao mà bạn dã man thế. Bạn dã man, bạn tàn bạo vậy. Sử dụng chiêu cuối thẳng tay để ăn mạng luôn kìa. Tôi không sao, đồng đội mình ăn mạng cũng được rồi. Ok, rồi mình hỗ trợ một anh em ơi. Cần lắm một con bùa xanh. Nhưng mà chắc chắn một điều là rừng không bao giờ nhường rồi. Nếu mà mình để ý mà rừng team mình đang có đốt có bùa xanh của team bạn thì chắc chắn mình sẽ ăn bùa xanh team mình rồi. Đấy, chứ còn giờ thì chưa nên nhá. Thời gian đầu này mà cướp bùa của rừng thì sẽ khiến cho rừng sẽ thoạt hơn rất nhiều anh em ơi. Đâu rồi đồng đội tôi, đâu rồi, nó vào nó căn nhà nó sơ nhà này rồi. Yuka vào hay lắm, mình chưa cuối luôn này. Ok, và có bác rồi, Yuka ăn mạng rồi nha. Thôi xong rồi, sắp đi, sắp mặt rồi. Tulen quá khỏe anh em ơi, double kill Tulen kìa, combo chuẩn vãi trưởng rồi, càng qua chưa gì sắp mặt anh em ơi.
Đó, Tulen kìa. Chạy đi, ở lại làm sao được, chết bây giờ. Ơ, hàm hố cái con bồ xanh kìa. Vui tính thật đấy, siêu việt cho Tulen này thì đánh làm sao được, nó đã 3-1 rồi. Rất là xanh em ơi. Dừng đánh đi cũng hay, nhưng mỗi tội là vui tính quá. Tham cái con bồ xanh làm cái gì. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng tập trung farm nha. Nếu mà solo với Tulen đến thời điểm tại giờ không ăn nổi đâu, tại vì Tulen đã lên được khá là nhiều trang bị với ba bạn hạ gục của anh em ơi. Đó, vậy nên là mình sẽ cố gắng. Ok. Rồi. Xin mấy cái con quái rừng thôi, làm gì mà căng thì mình có xin bùa của bạn đâu. Ok, giờ mình sẽ lên đường trên nhá. Đánh Zill thì cố gắng phát huy được cái khả năng cơ động đi ganh này, đi đường giữa phải ganh anh em ơi. Ờ, cái gì đây, cái gì đây, ok này, vào luôn chết chắc rồi nhá. Úi giời ơi, tự nhiên vớ va vẩn thấy người ta đẹp dai khoai to bắt nạt cơ. Ok này, trời ơi, kia mày quá. Thôi về đi, về thế đây, về đi, không có ai ra hỗ trợ lên cao làm cái gì. Dừng còn đang tham gọi là mải ăn Arduin kìa, đang gọi là phê phê dai. Ok, lại đánh nhau rồi, khổ quá, trong trận đấu này chả thấy farm gì cả, toàn đánh nhau thôi anh em ơi. Mình sẽ vào hỗ trợ nhá, ném luôn chưa hai này vào này. Ok, có mạng nhá, một mạng này, hai mạng đi nào, hai mạng này. Thương quá, tiếp tục nha. Rồi, lên bảng kìa, xíu máu, ok. À, 4 mạng hỗ trợ rồi, một pha combat rất là tuyệt vời anh em ơi. Ok, nói chung thì có quái dương anh em cố gắng farm hết cho team bạn không còn quái mà farm nhá. Như vậy sẽ khiến cho team bạn hoạt hơn rất là nhiều. Rồi, về đi Valet ơi. Lâu mình cũng không làm clip về Zill nữa rồi anh em ơi. Khá là nhiều anh em yêu cầu mình làm về những cái vị tướng Zill này, những cái vị tướng pháp sư Clan đại chiến thì thật sự thì nó cũng update thì đã được tăng sức mạnh những vị tướng và chỉnh sửa sức mạnh của những cái vị tướng rồi. Ok, đánh nhau to quá, trời ơi, bây giờ mình lao vào thì có bằng thiêu thân này anh em ơi. Không nên nhá, ôi cứu, sai lầm rồi. Ok nào, vào đây cái chiêu cuối ra này. Đấy, phải gây sự bất ngờ anh em ơi, một mạng bây giờ mình chém tường một phát. Đó, chạy thôi. Ok, quay trở lại này. Double kill thôi, không được double kill. Pha vừa xong xử lý cũng hơi bị ảo diệu một chút. Khi mà bọn mình còn xíu máu thôi, chỉ có sự kết hợp của Nagroth với Zill mà đã gọi là giết sạch được 3 người team bạn rồi. Thật ra anh em có thể mang phép bổ trợ trừng trị và lên đồ Loki, gươm Loki để có thể đi đường giữa được nha. Cái đấy thì sẽ giúp anh em cướp rừng đối phương hiệu quả hơn. Nhưng mà trong trận đấu này thì mình không thích cơ. Mình không thích lên theo kiểu vậy, mình thích mang bộc phá cơ. Đấy, mang bộc phá ăn mạng dễ dàng hơn, KS dễ dàng hơn nha. Thật sự bây giờ chỉ cần một bộ combo thôi là Violet team bạn sẽ bốc hơi 100% anh em ơi. Khi mà hiện tại là mình cũng rất là xanh rồi. Rồi nha, bắt đồ Violet đi anh em ơi. À từ từ, có bỏ lại với chứ đâu. Chưa cuối luôn. Ôi, sống sao. Đấy, tàn hỗ trợ thôi. Ok, rồi lên bảng nốt này. Còn Violet kia đừng để nó chạy. Chết chắc còn sống sao. Ok, Violet lên bảng nốt nha. Còn mỗi mình của Ari, Arduin trong trận đấu này đi lẻ quá. Nhà nát tương mà vẫn còn đẩy được cái đường kinh công anh em ơi. Hiện tại thì Zuka đã chặn đầu chặn đít rồi. Đó, bây giờ thì mình sẽ xuống hỗ trợ cho Zuka nha anh em. Trời ơi, này thì sống sao. Thế nào, có KS được mạng không? Chắc chắn là Zuka sẽ ăn được mạng của Arduin rồi. Nhưng mà mình thử khả năng KS mạng của mình xem. Ok, vào luôn này. Rồi. Có lỗi có nhà nhìn như mình như kiểu thằng chẩu tre. Tí toàn làm một phát thôi, có gì đâu. Ok. Thế này thì mình sẽ lên được điều trang bị cho anh em này. 5-1 rồi, 5-1 hỗ trợ 8 thôi. Vương miện hát tích nha. Lên vương ạ. Vương miện hát tích nữa thì anh em sẽ bá đạo, quá bá đạo. Núp bụi ra, núp đi, núp. Mình bỏ núp bụi mà. Bây giờ sẽ đợi chờ bò lạc đi qua nha. Con nai vàng ngơ ngác đi rồi. Gặp ngay bác thợ săn đi rồi. Sống sao, săn luôn chứ còn gì nữa rồi. Dù can mạng rồi, sao đơn giản đấy nhở.
Đó là chiêu cuối cùng mình sát thương cao mà không không KS nổi luôn anh em ơi. Đây nhá, rồi rồi rồi. À qua bà lạc, à, chiêu cuối làm cái gì vậy? Phải chấm luôn anh em ơi. Đừng tưởng mình không có chiêu cuối mà mình ngán ngầm này. Hay quá, bộc phá. Ok, một mạng truyền thuyết này. 6 bột rồi. Đợi xíu thôi, mình sắp hồi chiêu cuối rồi. Mình sẽ băng trụ bắt luôn Tulen nha anh em ơi. Đợi xíu thôi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2. Chuẩn bị vào nhá. Nhảy luôn chiêu cuối này. Thôi vãi. Tóng băng vẫn còn kìa, cứu em. Trời ơi, sao gặp tay. Số nhỏ vãi trưởng. Băng trụ vào đấy là đáng ra là sống rồi. Gặp ngay ba led có bùa đỏ bắn làm chậm chân trụ kìa. Rồi số tận của còn đâu. Ok chết luôn nha. Hiện tại team mình cũng rất là xanh em ơi. Anh em thấy là 24-11 một trận đấu danh này cũng rất là đơn giản này. Bảy hai rồi. Các trang bị cho vị tướng này mình đã để trong clip rồi nha. Đây là phong cách đi đường giữa. Còn đồ đi rừng thì mình sẽ làm clip sau. Thật ra thì khi mà có bộ trang phục thì anh em sẽ đánh tự tin lên rất là nhiều. Tự tin lên hẳn đấy, nó không tăng sức mạnh, không giảm sức mạnh gì đâu. Nhưng mà nó sẽ tự tin lên, chơi lạ mắt hơn, đẹp mắt hơn. Nhưng mà mình vẫn thích đi mang một tiếng rìu đi rừng hơn rất nhiều anh em ơi. Đi rừng lợi hơn với việc khả năng là anh em có thể đi ganh đảo đường thì clip sẽ hay hơn rất nhiều. Ok, chiều cuối là ai? Rồi. Cứu 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 mày quá. Còn xíu xíu máu này. Lại một pha thoát chết rồi anh em ơi. Thôi về 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 đi. Mình là một bắn của Valet thôi là chắc chắn là chết rồi. Cái gì đây, solo cái gì vậy? Còn bát mà tìm kiếm người cơ mà nay cả đốt thôi rồi, lên đảm rồi. Ok, hiện tại trời ơi nhìn kìa, Adurin còn khá ít máu. Mình sẽ cướp luôn bồ xanh này nhá. Team bạn hình như đang có xích mít rồi anh em ơi. Cái này sẽ là một cái điểm lợi cho team mình khi mà đối phương không còn cái gì đấy. Ủa còn máu yếu thế này, ok mình sẽ thịt luôn này. Dính được 3 dấu ấn rồi. Chết còn cái gì nữa. 3 dấu ấn của vị tướng Zil này anh em biết là nó khỏe như thế nào. Ok, đường trên giao tranh kìa. Tới luôn nhá, đợi chị nào. Chị tới luôn này. Chị đang đi bằng mông. Đâu Zil như không có chân anh em ơi. Không có chân không có chim nhá. Khổ thân thế. Thích gái xinh mà không có chim không có chân này thì đánh sao. Ok, bây giờ thì ép trụ thôi. 07. Trời ơi, sao ai 07 vậy? Ok, một mạng này. Bằng rất nhanh em ơi. Lấy luôn cái trụ này nhá. Rồi, hai trụ được mở rồi. Bây giờ mình sẽ xuống và bắt luôn sống hộ đâu. Chạy đâu? Kìa, vẫn chạy được kìa. Ký cây bộc phá luôn. Ok, Ari à. Rồi, vào luôn này. Chết nhanh thế. Bốc hơi rất nhanh luôn anh em ơi. Đây này, bây giờ tới luôn nhá, bây giờ mình sẽ lao vào. Ôi ơi, nhưng đông quá. Thôi thôi, dại gì, ngu gì mà đâm đầu vào. Đâm đầu vào phát đấy là chết luôn, ba đường bị thôi. Có lẽ là mình té đấy, khi mà đồng đội của mình đã nằm xuống rồi. Ok, té đã. Bây giờ đợi chờ dừng ra rồi kinh công luôn nhở. Không thì kinh công luôn, có vai lét đây mà sợ à. Đùa nhau có Violet mà không ăn kinh công chán thế. Ba đường bị đẩy rồi và hiện tại team họ thì không có cửa trong trận đấu này nữa đâu. Chỉ là sớm muộn kết thúc trận đấu rồi anh em ơi. Nói chung sớm muộn gì thì cũng thắng rồi. Bòi Ari bán hết đồ rồi anh em ơi, 08 rồi này. À bò lạc bò lạc. Ngây thơ vãi trời. À Tulen định kiểu là ra thăm dò cái con kinh công ấy nhưng mà đi ngây thơ quá. Đi giữa cái đồng không mông quạnh thế này thì sống sao? Ok, Ari trong trận đấu này phế quá nên bán hết đồ anh em ơi. Bây giờ ăn mạng rất đơn giản này. Một trận đấu danh thì gặp trôn game thế này. Đánh đánh đến cùng chứ bây giờ mà bắt luôn này Violet.
Lên bảng nhá, double kill cho mình ăn mega cái nào. Rồi, chết luôn này. Ok. Rồi, ok mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây nha. Khi mà team bạn còn mỗi Arduin thôi và Arduin sẽ phải lên bảng phát này. Ok, vẫn chạy được kìa. Đáng tiếc vậy. Thôi đẩy lực trụ luôn nha. Anh em thấy clip này hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình với. Yêu tất cả người và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.